Trước tiên EQ muốn cảm ơn anh Alan nha, đã nói lên những cái sự việc đa khá là xã hội của Mỹ ngày hôm nay. Thì cái phần đó EQ để đó, và EQ muốn trả lời cái câu hỏi của anh Trung Thành trước, tại vì anh Trung Thành có nhắc về kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa và những cái gì phát triển của Việt Nam ngày nay. Thì EQ muốn sự hiểu biết của EQ thôi nha, nếu EQ có gì nói gì Rồi được rồi, sai có gì thì thì mấy mình anh chị sẽ sẽ trao đổi. Ok. đúng, ok, cái câu cái những gì của anh Alan thì EQ sẽ quay lại EQ nói sau, tại mình đi trước, người Còn bây trước giờ thì EQ nói đi trước. thôi, hôm nay cứ trả lời về vấn đề của anh Trần Đình Trung. Anh Trung, Trần Trung nào kìa, anh Trần Trung nói đúng, hiện nay đó kinh tế Việt Nam phát triển rất là vượt bậc, đúng, cái đó xác nhận đúng. Nhưng mà anh quay là anh nói là ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa là đa số mọi người thôi, không những anh, mà nói cho Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước nghèo không có phát triển. Thì các anh chị hãy nhìn thử, hai kinh tế vào trong cái thời chiến tranh được, và mình hãy so sánh nè, cái đời sống ngay lúc đó tuy là không có kinh tế nhưng mà phải nhìn vào cái đời sống, và mình nhìn vào những cái thông tin, cái công nghệ ngay lúc đó miền Bắc và miền Nam, thì mình so sánh đó là mình nói ok chỗ nào nó phát triển Rồi hơn. xong, rồi xong xong rồi nói được. xong rồi bây giờ tôi có thể khả năng tôi nói với AQ như này nhá. Thì bây giờ là cái hồi chiến tranh ấy thì tôi nó thực tế là đừng có nói kinh tế miền Bắc. Hầu như kinh tế miền Bắc thì chúng tôi sống miền Bắc ấy, là khổ lắm. Tôi Đúng, sinh năm ok. 1967 thì không bao giờ những người như chúng tôi nói về cái kinh tế ngoài Bắc ngày xưa phát triển như thế này thế khác, mà chúng tôi chỉ nói cái thời gian chiến tranh chúng tôi có một cái gì đấy, kể cả củ chuối nọ kia tất cả thứ đổ vào mồm, tức là cho cái dạ dày nó có co bóp là được rồi. Cái đó là chúng tôi công nhận cái chuyện Rồi. đấy nó nghèo khổ. Đúng rồi, còn ở trong miền Nam này tôi nói với AQ này nhé, tất nhiên cái thời chiến tranh ấy thì nói chung là cũng không phát triển được, nhưng mà AQ nói là ở trong này giàu có tất cả thứ. Bây giờ tôi chỉ cần nói là cái mình nói hơi hơi dài một tí thôi, hơi hơi dài một tí, tức là cái thời gian ở, tức là thời gian trước năm 1975 ấy, tức là Việt Nam Cộng Hòa quản lý 8 triệu dân đúng không, còn lại là do ở những người dân miền Nam sống ở cái vùng nông thôn, hoặc do cái sống ở cái vùng giải phóng thì mình không nói đúng không. Tổng năm 19 mình chỉ nói nhá, năm 1974 GDP của Việt Nam Cộng Hòa mới có 420 triệu đô la thôi, quy ra năm 2010, tức là đô la thời gian đó nó trị giá trị hơn, thì mình quy cái đô la đấy sang cái năm 2000 đúng 2010 thì mới đạt một, tức là nó tương đương với 150 triệu đô la, thì chia trung bình ra, tức là GDP cái thời gian đấy mới 53 một đầu người. Mà trong khi đó nhé, tôi nói với AQ nhé, một năm Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 1 triệu đô la là viện trợ cho dân đấy, còn 1 tỷ đô la chứ, còn 1 tỷ đô la nữa là viện trợ để mà trả lương cho công chức và lính, những người tham gia lính Việt Nam Cộng Hòa đúng không. Cho nên là tất cả cái sự mà gọi là ở trong cái kia cái vùng mà do Việt Nam Cộng Hòa quản lý ấy, là hoàn toàn là dựa vào Mỹ hết, chứ đừng có nói là Việt Nam Cộng Hòa coi như ngày xưa phát triển nọ kia. Bây giờ các bạn cứ tự hào là ngày xưa có cái xe Đà Lạt ở trên kia, toàn bộ do Trung Quốc lắp ở trên kia, chứ còn Việt Nam Cộng Hòa đã có làm được cái gì đâu. 70% cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa là do cái bọn Hoa Kiều nắm giữ hết, thấy chưa? Cho nên ngày xưa mới có cái hội Tam Hoàng nó chỗ đấy, cho nên là mình mới nói là cái chuyện mà giàu có của Việt Nam Cộng Hòa là do Mỹ hết, chứ còn Việt Nam Cộng Hòa không làm được cái gì hết. Đấy mình chỉ nói thôi, như cái hồi chiến tranh, thấy chưa? Thì nói chung là theo tôi nghĩ là ở ngoài miền Bắc thì nó quá khổ rồi, nhưng mà nói chung ở ở ở cái miền Nam ấy, do Việt Nam Cộng Hòa quản lý thì nó sướng, và cái vùng mà mỗi người đi lính này, nuôi được cả vợ con, sau đó được xe dép, hoặc được mỗi một tháng lương còn một cái ông tổng trưởng mua được 10 cây vàng chẳng hạn. Cái chuyện đó tôi công nhận là có, nhưng mà đấy là do tiền của ai, do tiền của Mỹ chứ không phải nội lực của cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa đúng không. Đấy tôi chỉ trả lời vậy thôi. Rồi thì AQ không, AQ muốn đưa ra cái này là như vậy, tại vì lâu nay bấy nhiêu nay bao nhiêu người hay lên diễn đàn hay cho là Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là nghèo này nghèo nọ, nhưng mà AQ nói, AQ không có nói là tiền từ đâu ra, nhưng mà AQ nói về cái đời sống ngay lúc đó. đương nhiên Của những đương người nhiên dân
đúng đúng là đúng do coi như những người đi lính là một, và những cái công chức mà phục vụ cho chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy, thì người ta sướng, chúng tôi công đúng. Nhận mà. Rồi, Đấy, thì ấy, rồi để cho IQ nói cái chỗ này nó quan trọng này. Tại IQ muốn nói nè, các anh chị phải hiểu rõ nè, đương nhiên là phải nhờ Mỹ, cho ngay từ đầu là mình nhờ Mỹ là đúng. Tại vì chung lúc đó là vì chiến tranh, mình không thể phát triển kinh tế, thì đương nhiên mình phải nhờ một người nào đó hỗ trợ mình, đúng không? Vừa không, mình vừa không gồng được, gánh chiến tranh. Tôi ok nhận. rồi xong cái chuyện đó xong nha, rồi xong nha. Rồi, tại sao xong. các anh chị ngày hôm nay, bây giờ bỏ chuyện quá khứ nè, ngày hôm nay các anh chị nói tại sao các anh chị quay qua anh chị nói Mỹ xấu này xấu nọ, các anh chị có biết không? Không không Nếu không không năm không tôi nói quy không biết là các diễn đàn như thế nào, tôi không bảo bảo Mỹ là xấu. Mỹ xấu rồi ở rồi cái thời điểm Mỹ xâm lược Việt Nam là Mỹ xấu, còn hiện nay tôi không bảo là đất nước Mỹ xấu, mà chẳng qua ví dụ là một số anh chị em ở Việt Kiều người ta lên người ta nói người chưa, thì tức là trong một cái xã hội nào đó mà chính sách của Mỹ cũng có một số cái mà nó ví dụ nó những người đó người ta không đồng ý, hoặc là ví dụ những người dân Việt Nam mình nhìn những cái chính sách đấy thì mình không thể áp dụng được ở Việt Nam, đúng không? Chứ còn mình đâu bảo Mỹ xấu. Rồi. Nó kêu chấp nhận Rồi. những gì anh bạn nói đúng, không có nhận được, nhưng mà kêu muốn nói mọi người như vậy nè. Cái gì các anh chị cũng đem nước Mỹ ra và anh chị đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa, cái đó là sai. Tại vì nước Mỹ là nước Mỹ, người Việt ở hải ngoại là người Việt ở hải ngoại. Nếu các anh chị nắm được cái thống kê hiện nay Không phải, tôi nói với này anh Quy như thế này, anh Quy không hiểu được cái vấn đề sâu xa người ta nói, kể cả anh nói hoặc kể cả coi như anh Lợi Minh anh nói là vấn đề này. Tức là những người dân Việt Nam người ta hiện nay người ta không hiểu biết, đúng không? Những một số người dân tôi cũng nói mà tất cả, nhưng cũng rất nhiều người dân Việt Nam hiện nay không hiểu biết. Người ta coi như cuộc sống Mỹ là thiên đường, tất cả đều là thiên đường hết. Thấy chưa? Cho nên là anh Lợi Minh hoặc anh Phạm chẳng hạn mới nói lên à, không phải nước Mỹ là thiên đường, mà nước Mỹ cũng có nhiều các cái, thấy chưa, mà nó tồn tại trong cái xã hội Mỹ, chứ còn không phải. Đấy là nói để cho những người dân Việt Nam người ta chưa hiểu biết, người ta coi là nước Mỹ là thiên đường, nhưng những anh kia anh chứng minh là như thế, thấy chưa? Chứ còn bây giờ đất nước Việt Nam làm sao mà so với Mỹ được, không thể so thì được, để IQ đúng muốn không? nói, So nó tại tầm vì điểm. anh bằng nói hết những lời IQ muốn nói như vậy. Tại vì các anh chị biết 20 năm khi mà Đảng Cộng sản cầm quyền từ năm 1975 tới 95 là 20 năm đó, thì đất nước mình ra sao thì các anh chị hiểu đúng chưa? Khi mà họ Không tại sao làm Mỹ được nó cái gì, bỏ hầu đúng như không đó, làm thấy được chưa? cái gì. Đó Tôi thì nói đó, là nếu tôi mà chứng minh đây, tôi chứng minh cho quy này, tức là đến năm 1975 nhé, thứ nhất là Mỹ mới bỏ cái mận, thứ hai là như này, tất cả các nước ở trên thế giới này người ta phản đối Việt Nam. Quy biết là lý do tại sao không? Sao không? Người ta chưa hiểu được mình giải phóng Campuchia ra khỏi cái sự diệt chủng của bọn Phun Rô Lưu Dinh, thì các nước kia người ta phản đối Việt Nam là xâm lược đất nước Campuchia, cho nên người ta cấm vận một cách toàn diện. Mà cái thời điểm đó rồi Liên Xô tan rã, các khối xã hội chủ nghĩa tan rã, mình giải phóng rồi thì mình phải tự lực cánh sinh. Mà trong cái thế giới cái thời gian đó mình tự lực cánh sinh và tất cả cấm vận hết thì nói chung cực kỳ không được, đúng không? Thì khi mở mở cấm vận ra đến năm 98 thì bắt đầu Mỹ mới ký kết được một số cái, và các nước kia thì người ta mới làm ăn với Việt Nam. Và tôi nói với thì AQ này đấy, thì thì tôi thì giải thích IQ, vậy thôi. bây giờ IQ muốn hỏi cái câu này nó hơi tế nhị chút xíu, thì các anh chị nghe Rồi. có đừng bức xúc nha. IQ muốn là trong cái thời kỳ mà phát triển là hiện nay đó, từ năm 1900 tới bây giờ đó, Việt Nam mình nhờ ai? Nhờ thằng Trung Quốc, là gọi là ở đằng sau thúc đẩy thằng Mỹ nó bỏ cấm vận, hay là nhờ Mỹ nó làm ăn nó bỏ cấm vận without thằng Trung Cộng? Nghĩa Tôi là, nói có nhá, nghĩa là người người nào đã đang hiểu người nào là thật sự giúp nước Việt Nam trở không thành hiện một đất nay, nước ngày hôm nay? rồi tôi nói này, Rồi, rồi, rồi. hiện tức là khi Mỹ bỏ cấm vận một cái thì tức là đó là cái chính sách của Việt Nam. Bây giờ mình giao thương với tất cả các nước vì cái quyền lợi của đất nước Việt Nam, chứ không có phải là do thằng Mỹ nhá, mà cũng không phải do thằng Trung Quốc, mà cũng không phải do nước nào hết. Tất cả các nước từ Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc rồi EU rồi Mỹ, thấy chưa? Và tất cả các nước, Việt Nam hiện nay là không phải hiện nay mà từ thời điểm năm 2000 là Việt Nam coi mở cửa chơi với tất cả các nước, làm Vậy sao mà cái quyền lợi quốc gia của mình, chứ còn quý đừng nói là hiện nay có như nhờ Mỹ hoặc là nhờ Trung Quốc, không có nhờ một cái gì hết. Với thứ nữa mình nói với quý này, thế giới hiện nay là thế giới phẳng, thấy chưa? Hiện nay giả sử như Mỹ
hoặc Trung Quốc chẳng hạn cấm vận nhau, không buôn bán với nhau nữa, thì thằng nào cũng chết, chứ không phải là riêng một nước nước nào. Phụng nên không ý ý ý ý EQ nói như vậy nè anh Bằng. EQ nói là cái yếu tố mà để cho Việt Nam mình phát triển này trông vào đâu, tự Việt Nam đứng lên hay là có một cái gì đó động cơ đã cho Việt Nam có cơ hội, thì EQ muốn hỏi bây giờ này là, hiểu chủ không yếu anh Bằng, là hiểu tự hiểu Việt Nam, tự Việt Nam hết, không tự có Việt Nam hết. tự Việt Nam. Nếu mà tự Việt Nam, nếu mà thí dụ là kêu giả sử đi, thằng Mỹ nó không nó vẫn cấm vận, thì liệu ngày hôm nay 2018 đất nước Việt Nam mình có thể phát triển nổi Tôi nói dưới tôi sự với vừa rồi, cho nên tôi nói rồi mới rồi nói rồi AQ này, thế giới hiện nay là thế giới phẳng. Bất kỳ ví dụ Mỹ là một cái nền kinh tế lớn đúng không? Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, giả sử Mỹ mình tính riêng nước Mỹ nhá, mình chưa tính ví dụ là Nam Triều Tiên hoặc Nhật Bản các thứ người ta theo Mỹ. Thế chuyện đấy mình chưa tính nhá. Giả sử chỉ cần Việt Nam không quan hệ ngoại giao với Mỹ nữa thì nền kinh tế Việt Nam cũng tụt lùi. Hoặc là mình vẫn chơi với Mỹ nhưng mà Việt Nam đóng cửa với lại Trung Quốc thì Việt Nam cũng bị tụt lùi. Cho nên là Việt Nam hiện nay đứng trên đôi chân của mình, quan hệ với tất cả các nước. Đấy chưa? Chứ còn bây giờ ví dụ chỉ cần thằng EU nó đóng cửa Việt Nam thì Việt Nam cũng khó khăn. Vì hiện nay là thế giới phẳng mà, không riêng gì Mỹ là một nền kinh tế mạnh như thế. Mà bây giờ ví dụ Mỹ và EU cấm cửa buôn bán với nhau, quan hệ kinh tế với nhau thì nền kinh tế Mỹ cũng bị tụt. Đấy cho nên là mình nói với AQ một điều là hiện nay Việt Nam đứng bằng đôi chân của mình. Bây giờ AQ chứng minh cho anh Bằng một cái này nè, thì anh Bằng sẽ thấy được cái điều này đúng là nếu thằng Mỹ vẫn còn cấm vận Việt Nam thì kinh tế của Mỹ vẫn đi lên như như hằng ngày. Tại vì trước anh Bằng hãy Tôi nghe nói, AQ nói nha, rồi, rồi, có nghĩa là cái ok nước đi. Việt Nam mình đó, cái sự cấm vận của nước mở cấm vận của nước Việt Nam mình nó không có trao đổi lại một cái gì lợi ích cho thằng Mỹ, như mọi người hay có cái ý nghĩ là cái đó là quyền lợi ích của thằng Mỹ cho nên nó phải Không, bỏ cấm bây giờ vận. đây Để anh kêu nói, để anh kêu nói xong cái tôi cho anh biết phương một AQ câu thôi, nói ý tức là hiện hiểu nay không? nhờ thằng Mỹ nó bỏ cấm vận ra Không, nghe anh chưa, kêu thì không anh thành anh cuối cùng Việt Nam thì mới coi như là mới phát triển như 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 thế này, cho nên là Việt Nam phải cảm ơn thằng Mỹ. Mình mình đã phải nói xác rồi nhận thế điều giới đó. phẳng, không Không, tôi xác nhận là hiện nay cái nền kinh tế Mỹ là cái nền kinh tế lớn lớn, Việt Nam là một cái nền kinh tế nhỏ. Ví dụ như Mỹ chẳng hạn không quan hệ với làm ăn với Việt Nam nữa thì cái sự thiệt hại của Mỹ nó nhỏ hơn so với thiệt hại của Việt Nam. Cái chuyện hiển nhiên Việt Nam nền kinh tế làm sao thì mà so sánh với cái nền kinh tế Mỹ no được, ý đúng ý không? EQ muốn so sánh cho mọi người ở đây, cái mọi người 146 người nghe lắng nghe nha. EQ không phải bên Mỹ, nhưng mà EQ muốn vạch ra cho các anh chị hiểu là cái việc mà mở cấm vận này á, phía Việt Nam mình là người cần thiết để phát triển, còn đối với thằng Mỹ, cái Tôi nước nói Việt Nam nha, mình nó không thằng có. Mỹ Khoan, để cho EQ nói xong. không được 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 được, tôi biết là tức là khi mở cấm vận ra là Trời. Mỹ coi như là tất cả nó ok cho Việt Nam chứ còn Mỹ còn hiểu gì. Tôi nói với Đúng AQ vậy. ấy, AQ sống sống ở đất nước Mỹ, thằng Mỹ là một cái thằng rất thực dụng. Tôi nói với Mỹ với AQ thế, không phải Đã. là coi như là nó 1 tỷ đô la 2 tỷ đô la nó cũng kiếm bây giờ, chứ không phải là bảo là tôi coi như Cho. hiện nay tôi có mấy nghìn tỷ đô la rồi thì 1 2 tỷ đô la là cái gì, không phải Rồi rồi AQ. rồi rồi Mỹ là rồi cái rồi thằng thực dụng. rồi 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 ok, thì AQ muốn nêu ra một vấn đề như vậy các anh chị phải hiểu rõ, tại mọi người lúc nào cũng cho là Mỹ là vì lợi ích quốc gia, đúng, nhưng mà các anh chị phải nhìn vào cái địa Có lý nhưng mà và không đúng, phải không không. không 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 Tôi cái đó xin là lỗi đúng này nhá. AQ. Tôi nói xin lỗi AQ là như này. Hiện nay ấy, ví dụ một cái đất nước bắt đầu nó mới phát triển lên. Tôi nói với AQ nhá. Ví dụ thằng Mỹ nó cũng về cái quyền lợi của đất nước Mỹ nữa. Nó đầu tư vào những đất nước như thế thì nói chung là cái lợi nhuận của nó rất lớn. Đấy. Rồi rồi cho Bao giờ AQ. cũng Ê, bây thế giờ luôn. ok anh bằng cho AQ nói cái này 1 phút thôi nha, 1 phút nha, đừng cắt ngang AQ. AQ nói đúng, thằng Mỹ nó làm cái gì bất cứ vì lợi nhuận, nhưng mà các anh chị phải nhìn thấy là đất nước Việt Nam này từ khi mở cấm vận tới bây giờ thằng Mỹ nó có lợi gì cho đất nước nó, có nghĩa là về dầu 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 nè, dầu khoan, dầu đồ nè, chứng ấy nè. Và nó trả tiền cũng giống như vậy, thì tại sao, có nghĩa là cái lời đó, cái lợi nhuận nó không bằng thằng Trung Rồi. Quốc, giàu á, thì không bằng những nước Trung Đông. Ý EQ muốn nói đây các anh chị là cái đó là cái lòng nhân đạo của thằng Mỹ mà các anh chị không nhìn Không ra. không, Cái đó. tôi nói nhá, cái chuyện đấy cũng có, chứ mình không không phản đối. Mỹ cũng nhân đạo, chứ không phải là không nhân đạo, nhưng
Tôi nói với nói với AQ nhé, cái đấy là cũng có cái quyền lợi của nước Mỹ nữa, vì nước Mỹ là một đất nước rất thực dụng. Tôi nói với AQ vừa nãy rồi, thôi bây giờ hôm nay một số người cần lên, hôm nay mình giải quyết một số vấn đề thôi. Sao kể vậy, AQ chưa nói xong mà anh bạn, sao mọi người sao? Bây giờ xong mới hết bao giờ? Không, AQ tôi rồi, lần sau tôi mời AQ nữa. Trời ơi, okay, chưa nói xong mà. Rồi. Chứ đừng có nói là bây giờ này, tất cả cái kia coi như là nước Mỹ coi như là coi như là tất cả là ví dụ là về Việt Nam ấy. Rồi mời Khoa lên. Anh chỉ nói 1 phút 30 giây thôi. Được. Và như thế này, Mỹ vẫn cấm vận nhưng mà Hàn Quốc và Nhật Bản đã lợi dụng cái sự cấm vận của Mỹ, đã luồn ra đằng sau lưng nước Mỹ. Đúng rồi. Bắt tay với Việt Nam và đầu tư rất nhiều, mở rộng. Cho nên là ở Mỹ có một hai ông nghị sĩ gì đó mới kêu gọi bỏ cấm vận, bởi vì nước Mỹ bị... Mình có gặp nhau nhiều á, mỗi năm mỗi lần Nam. Mình giải quyết với một vấn đề nhỏ thôi, để cho các bạn ở trên các bạn nói. Nói để cho AQ biết là như thế, chứ không phải là nước Mỹ tốt đẹp gì. AQ hiểu chưa? Tức là khi đấy là ở Việt Nam là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam rất chi là lớn. Và Mỹ sợ mất thị phần mới phải bỏ cái lệnh cấm vận đó. Nhật Bản nó luồn đằng sau lưng, chứ nó không đi chính thống. Đúng không? Khi mà cái đường lối mà của ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đưa ra từ cái Đại hội Đảng 6, đúng không? Thì là mình... Nhật Bản và Hàn Quốc chớp cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất chi là lớn bởi những cái khu công nghiệp, đúng không? Nhưng mà nó không đi chính thống nhà nước, cho nên là nó lách cái luật cấm vận của Mỹ, cho nên Mỹ sợ bất thị phần mới phải dỡ bỏ cái lệnh cấm vận. Đã quy hiểu chưa? Đấy, em chỉ nói cho quy biết thế thôi, chứ không phải là Mỹ tốt đẹp gì. Đấy, cái lời này bởi vì tôi là học kinh tế quốc dân. Đúng rồi. Tôi nói vì cái lợi mình chỉ nói là cái lợi ích kinh tế của Mỹ thôi. Chứ không có cái gì là bảo là vì Mỹ tốt đẹp rồi thương xót thì Việt Nam hết. Hiểu không? Mỹ thấy coi như mất cái thị phần, cái thị trường đang phát triển, okay, chuẩn bị phát rồi. Triển lớn quá cho nên là phải vội vàng dỡ bỏ lệnh cấm vận để cho các công ty Mỹ tham dự được vào cái thị trường Việt Nam. Chấm hết. Rồi, anh cho em xuống. Rồi, ok. Cho Phùng lên đấy. Có thực tế, tôi phải nói tôi đồng tình với anh Alan Phạm. Anh nói rất là đúng về vấn đề mà mặt trái của nước Mỹ. Cả những mặt trái của nước Mỹ nó dựa trên thống kê chứ không phải mà anh em tụi tôi tự bịa đặt. Không có bao giờ bịa đặt. Còn vấn đề mà AQ nói về vấn đề mà cấm vận đó, AQ phải quay về cái nguồn gốc cấm vận. Tại sao Mỹ cấm vận Việt Nam? Mỹ và đồng minh của Mỹ sai lầm cấm vận Việt Nam, hoàn toàn sai lầm. Cho nên Mỹ phải, đúng ra Mỹ và cộng đồng thế giới phải xin lỗi Việt Nam mới đúng. Mỹ vậy cái cuộc chiến ở Campuchia ấy. Đây, cái cuộc chiến Campuchia, vâng. Chính ông tổng thư ký Ananko Kofi, ông ta nói rằng cuộc chiến đó là người Việt Nam làm tròn bổn phận của cái người quốc tế đi giải phóng chứ không phải là đi xâm lăng. Đấy, nhưng mà họ sai lầm. Cho nên nếu mà một quốc gia mà bị cấm vận, bị bao vây cả một cái cộng đồng quốc tế như vậy đó, thì làm sao người ta làm kinh tế, làm sao mà phát triển được. Đất nước tan băng hết sau khi chiến tranh đổ nát, nào là bị Trung Quốc chơi ở quốc ở cái khu vực miền Bắc miền Nam biên giới nữa, mời AQ nói rõ nữa. Anh bằng thấy không, anh chị các bạn thấy không, đấy tan nát hết trơn, còn mẹ gì nữa mà làm sao mà phát triển. Bây giờ này mình xin lỗi là mình nói cái ý ở cái chỗ mà cái quân đội Việt Nam giải phóng kêu dân tộc Campuchia khỏi cái nạn diệt chủng ấy, của bọn Phú Vĩnh City ấy, thì đại binh nói là quốc tế còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Nhưng người ta sẽ xin lỗi dưới gián tiếp ở cái này. Chính cái cuộc xử, tức là tòa án ấy, quốc tế, đấy, nó như Liên Hợp Quốc mở ra để xử đấy. Quân Quốc và Yên City
đó thì mình Việt Nam coi đó cũng là một cái lời xin lỗi lỗi rồi. Đấy, nó ở chỗ đấy. Vâng. Nhưng mà đối với tôi, Mỹ nợ Việt Nam lời tạ tội. Mỹ nợ, chính quyền Mỹ nợ Việt Nam lời tạ tội. Giống như ông John Kerry đã từng muốn Quốc hội Việt Nam phải xin lỗi dân tộc Việt Nam vì cuộc chiến sai lầm. Đừng nói đến cái thời Việt Nam Cộng Hòa, phải nói là hơn 90% người dân miền Nam sống mù chữ, chỉ khá giả ở trong những người mà con của chế độ mà cũ Ngụy Sài Gòn thôi. Chứ đừng có nói là Việt Nam, miền Nam làm kinh tế con khỉ khô gì trơn cả. Miền Bắc người ta phải tự cung, tự cầu và tự cấp và chỉ nhận viện trợ của cộng đồng quốc tế liên minh trong khối cộng sản thời lúc đó là về vấn đề vũ khí để đặng mà sống còn, để đặng chiến đấu và thống nhất đất nước. Đúng rồi. Cái đồng Long Thành Viễn hôm nay sao không nói về Trường Sa nữa? Hôm trước mày xui vào diễn đàn này, tao sẽ nói về vấn đề Trường Sa cho mọi người. AQ là người... EQ càng nói chuyện á, tôi nói là qua EQ là người rất là kém hiểu biết, tại vì EQ cuồng Mỹ, EQ không có chịu, EQ mở CNN, mở NBC, mở 60 Minutes, mở Johnny, EQ chịu khó mở cái óc ra. Người Mỹ họ nói xấu về nước Mỹ, nói xấu về mặt trái Mỹ hàng ngày và hàng giờ và hàng giờ. Nghe ông Limbert, ông nói, ông là conservative, ông nói về những cái mặt trái của xã hội Mỹ. Người ta nói về mặt trái của xã hội Mỹ rất là nhiều EQ, không phải như EQ cuồng Mỹ đến độ như vậy đâu. Quyền lợi của Mỹ ở Việt, ở châu Á, Mỹ quay lại Việt Nam là gì? Quyền lợi của Mỹ gần phải nói là hơn 5 trillion, là 5.000 tỷ đô la ở trên Biển Đông. Nếu mà hàng Mỹ mà không quay lại sớm, nó biết nó phải xây trục về Biển Đông, mà Việt Nam có chiều dài bờ biển gọi là 3.000 km. Bên sau đó thằng Trung Quốc nó phải cần Việt Nam để đặng kìm hãm Trung Quốc. Nó có lợi, nó tính chiến lược của nó, nó tính một cái chiến lược đường dài của nó. EQ không có hiểu. EQ bởi vì bây giờ EQ càng nói, tôi thấy EQ càng cuồng Mỹ mà càng nói theo cảm tính, nói không có thống kê, nói dựa trên những cái sự gọi là tại vì mình yêu nước Mỹ quá, mình cuồng nước Mỹ quá và mình tôn sùng một cái chế độ cũ nó không tồn tại. Cho nên EQ nói không có, có một cái bằng chứng. Tôi nói có bằng chứng đàng hoàng. EQ đánh trên mạng, quyền lợi của Mỹ trên Biển Đông là bao nhiêu. Nếu mà hằng Trung Quốc nó biết được, nó mới tìm cách nó lấy cái Biển Đông. Nếu mà nó cô lập được Biển Đông đó, tại vì Biển Đông giống như là một cái xương sống của hằng Mỹ, nó sẽ quất gãy xương sống của hằng Mỹ. Nó biết được, nó đi từng chiến thuật một. Đấy, nó rất là xảo trá cái nỗi hằng Mỹ lường không nổi. Lúc đầu hằng Mỹ nghĩ rằng sẽ dùng chiến thuật gọi là kinh tế toàn cầu hóa để đặng mà thay đổi cái nước Trung Quốc, nhưng mà thằng Mỹ nó lại bất ngờ, nó không ngờ là cái thằng Trung Quốc này nó rất là xảo quyệt, nó không dễ gì có thể mà làm thay đổi cái thể chế của thằng Trung Quốc, mà không có thể nào làm mà thay đổi được cái tính cách dân tộc của thằng Trung Quốc được. Nó sử dụng cái chính sách kinh tế nó quýnh, nhưng mà cuối cùng nó thằng Trung Quốc nó quá cáo đi, thằng Mỹ nó cáo thằng Trung Quốc còn cáo hơn nữa, ảnh giật dậy nền kinh tế của ảnh. Bây giờ anh đứng hàng thứ hai và ngang hàng với thằng Mỹ. Nó chơi, nó sẵn sàng chơi tay đôi. Nói chung là hai thằng nó mà quýnh nhau thì thằng nào cũng tơi bời. Thằng nào cũng tơi bời hết. Cho nên bây giờ Mỹ nó phải từ từ, nó phải dằn xếp lại, nó phải ổn định lại, nó phải quay trục về Biển Đông. Nó cần Việt Nam. Nó cần Việt Nam. Ngay cả chính ở ông Johnson khi ông đến Việt Nam, ông nói rằng, ông thăm Vịnh Cam Ranh, ông nói rằng ai chiếm được Cam Ranh là chiếm được phân nửa nước Trung Quốc. Thì EQ và anh chị em các bạn nghĩ đi, cái tiềm lực của Việt Nam nó mạnh cỡ nào. Đừng có nói là hàng Mỹ nó không có quyền lợi Việt Nam. Quyền lợi của nó rất là nhiều, nó rất là khôn, nó rất là cáo già. Nó vào đó và nó từ từ và từ từ. Đấy. Nó làm sao hiện nay nó hợp tác với Việt Nam là làm gì? Lợi ích có lợi cho bây giờ này, bây giờ 5.000 tỷ, bây giờ 5.000 tỷ đô la hàng năm. Cái thời gian còn có một tiếng rưỡi nữa. Thì bây giờ này, Lợi Minh và AQ sẽ tranh luận nhau, vì nói về nước Mỹ thì tôi hầu như tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Ok, rồi. Bây giờ nhé, Lợi Minh đồng ý, Lợi Minh ở đây nhé, mình sẽ đưa AQ lên. Rồi. Nói với xã hội Mỹ, rồi. Sau đó mình lại đưa Lợi Minh lên, đúng không? Rồi. Rồi, ok, rồi. Lợi Minh xuống, đưa AQ lên. Vì người tranh luận với nhau. Rồi, rồi, đúng. Có nghĩa là nhiều, rất nhiều người phản ánh, phản cảm về đời sống của Mỹ, đúng tất cả. Cái đó là, các anh chị hiểu cái đó là gì không? Cái đó là cái luật gì không? Tự do ngôn luận là cái chỗ đó. Có nghĩa là họ có quyền phản ánh tất cả mọi người, họ có thể chế giễu luôn cả ông tổng thống nữa. Ở Việt Nam mình có làm được hay không thì cái đó mọi người suy nghĩ nha. Cái đó cho nên cái chuyện đó là chuyện bình thường, đúng không? Cái xã hội của Mỹ là như vậy đó, từ ngày xưa. Tại sao cha ông của thằng Mỹ nó qua đây nó lập nước là như vậy? Nó muốn tự do, công bình và bình đẳng, và tự do ngôn luận, mọi người có thể phát biểu bất cứ mọi gì,
nếu gọi là không có đi quá quá cái mức thôi, có nghĩa là đừng có đe dọa về những cái tánh mạng của mọi người, thì chuyện phê phán phê bình những người này người kia xã hội, ok, đó là tại sao mình thấy nước Mỹ nó có như vậy. Mọi người ở Việt Nam có thể chưa hiểu được, cho nên thấy ủa tại sao người Mỹ mà lại phản phản ánh với lại thằng tổng thống hay là những người này người nọ lãnh đạo có quyền. Đó là giải đáp cái câu hỏi tại sao mình thấy rất nhiều người nhà báo và CNN và tất cả những 60 Minutes gì của anh Lợi Minh nói, đương nhiên là IQ phải nghe, IQ là sống từ Mỹ mà, cho nên những cái chuyện đó IQ nói là anh Lợi Minh nói là dư thừa. Đó IQ muốn nói cho các chị hiểu về vấn đề đó, ok, nó khác biệt cái đó. Khác biệt thứ hai, nếu nước Mỹ mà nó thật sự xấu xa và nó có nhiều cái tệ nạn như vậy thì IQ đảm chắc là con cái của những cấp lãnh đạo cao cấp không những ở Việt Nam mà toàn thế giới đổ về đây để học về cái cách sống, học về cách làm tiền, học về cách chính trị nữa của thằng Mỹ. Cái điều đó là điều chứng minh rõ ràng luôn. Anh Lệ Minh nói IQ nói không không có xác thực và không có thống kê mà. Đó là thống kê của IQ nói đó. Các anh chị cứ nhìn thấy đi, tại sao người ta không đi qua Trung Quốc học, không qua thằng Nga sau học, không qua những nước từ bạn khác mà lại qua thằng Mỹ? Các anh chị nhìn rồi, vào cái vấn đề tôi phản biện được, tôi đã hứa để rồi để cho IQ nói xong rồi à đó thì rồi, mọi người nghĩ nói một điểm nữa thôi để cho ít cái vấn đề rồi đó thì IQ nghĩ, cho nên các anh chị, anh Alan lên nói cũng đúng luôn, đúng có những cái nhưng mà cái đó nó không có liên hệ và nó không có một cái gì gọi là để mình kết quả cho thằng Mỹ là xấu cả. Đương nhiên nước Mỹ nó có bao nhiêu triệu dân, mấy trăm triệu dân đúng không, thì những cái chuyện đó nó xảy ra hàng ngày hàng xuyên là chuyện thường xuyên. Nhưng chính sách của Mỹ là sao? Chính sách của Mỹ vẫn là chính sách của Mỹ và vẫn do một số người thông tháo và thông thại, thông minh điều khiển nước Mỹ, cho nên tất cả những ảnh hưởng ví dụ như là xã hội mà tù đầy homeless gì, nó không có ảnh hưởng tới nước Mỹ cả, tại vì thằng Mỹ ngày hôm nay vẫn là siêu cường quốc. IQ muốn nói ra đây có nghĩa là IQ không phải binh nước Mỹ. Các anh chị muốn nói ra, các anh chị hiểu rõ được, hãy nhìn vào thằng Mỹ. Nếu mà nó xấu như vậy đó, nó tạp nhạp như vậy đó, thì tại sao nó là siêu cường quốc của thế giới? Tại sao đồng đô của nó lại là mọi người dùng? Các anh chị phải hiểu rõ tại sao như vậy. Cho nên thôi mình rồi, phải nhìn cái thôi, khía thôi cạnh rồi, khác. Những cái, được chưa? Thôi được rồi. Bây giờ này đến đấy để cho lợi binh còn phản biện. Ủa, chứ bây giờ những cái điểm này tôi phản biện được, nhưng tôi hứa cho lợi binh. Chưa nói hết 5 phút mà. Thì IQ ý không thì nói về đời sống của Mỹ rồi, thì nếu anh thì IQ cho đưa ra những cái câu hỏi đó để cho anh Lợi Minh sẽ rồi, trả lời. Ok rồi, ok chính, tôi và một câu nữa nè, chính anh Lợi Minh, ok Lợi Minh đã gọi để cho anh là chính anh Lợi Minh, anh Alan và chú Cầm là anh Tư nữa đi, có thể thậm chí con của anh Bằng đi, là những người đã bỏ nước Việt Nam ra đi và ngày hôm nay biết nước Việt Nam nó phát triển như thế nào, kinh tế mạnh như thế nào mà các anh chị, các cô chú vẫn còn sống ở Mỹ, thì các anh chị hiểu lý do tại sao IQ không muốn nói đưa ra. Cho nên Lợi Minh nói là IQ không có thống kê, nói tầm bậy tầm bạ, đó là những nhân chứng sống ở đây nè. Có ai mà rồi, mà... Đó, rồi xong. Chắc. Xong rồi, thấy ok. Chưa? Rồi. Rồi Lợi Minh ok, đưa Lợi Minh lên. Mình đã hứa mình không nói gì cả. Những cái vấn đề này mình nói được. Nói tôi để Lợi Minh rồi, đang thêm Lợi Minh trả lời câu hỏi của IQ. Cái người hỏi thì ngắn gọn thôi, người trả lời cho cái dài dài thì được. Càng lún sâu vào sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ nhất của IQ là gì? IQ nói rằng IQ chỉ nói về nêu về nước Mỹ thôi, nhưng mà IQ cũng kéo Việt Nam cũng vô. Cũng kéo, tôi mình biết. IQ... Đúng rồi. Đấy, cũng cái, kéo Việt cũng Nam kéo về vào về cái vấn đề coi như là ở nước Mỹ coi như là được, coi như chửi tổng thống ở kia mà Việt Nam là không được. Việt Nam hiện nay, nếu mà tôi có vấn đề gì, tôi nói về cái Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hoàn toàn có khả năng góp ý được theo nhiều kênh khác nhau. Chứ không phải những người dân tôi không nói được. Chứ còn bây giờ tôi cứ giả mà tôi chửi cho mày, cái pháp luật của Việt Nam không cho phép. Nhưng mà tôi biết. Thì lúc nào anh Bằng nói thì phải trừ phút tôi ra chứ. Không được, Lợi Minh tôi nói thật mà. Ok, bây giờ tôi nói nhất cái sai lầm của IQ gì, IQ nói. Alo. Rồi, nói được rồi. Vẫn nghe mà. Nghe được chưa anh? Vẫn nghe được. Ok, nó cái mạng tôi bên nó bị trục trặc rồi. Ok, bây giờ tôi tạm thời tôi nói nếu gì có gì mà nghe anh Bằng trả lại. Thứ nhất là IQ sai.
IQ nói rằng cha anh của tụi Mỹ đó, nó qua nước Mỹ này, nó đem sự công bằng thế này thế nọ, mọi người đều có quyền bình đẳng, sai hoàn toàn. Bản tuyên ngôn độc lập của ông cho Washington, ông nói gì? Mọi người đều có quyền bình đẳng mưu cầu hạnh phúc, nhưng chỉ cho dân da trắng, gọi là dân và gọi là người quý phái của da trắng thôi. Những dân da đen vẫn phải nô lệ, những dân da màu vẫn phải bị nô lệ, họ sống trong rất là họ không có sự bình đẳng gì hết. Thì sau này dân da đen họ giải phóng được nô lệ, họ mới đứng lên, tại vì họ góp phần, họ đóng tiền thuế và họ góp phần vào trong cái công cuộc xây dựng nước Mỹ, cho nên họ đòi quyền. Chính vì vậy ông Martin Luther King ổng mới đứng lên, và bà Rosa Đào là người da đen, họ mới đứng lên, họ đòi cái sự công bằng cho những người da màu. Đấy, hoàn toàn nước Mỹ. Cái bản tuyên ngôn độc lập của ông Joe Washington rất là hoành tráng, nhưng chỉ cho dân da trắng thôi, hoàn toàn những dân tộc khác không có trong đó. Còn mà nói về những cái vấn nạn của xã hội của Mỹ, rồi, đó là Tông chờ của, sau nữa đi, mình sẽ mời Mỹ Tông. Họ đào tạo ra nhân tài và họ cũng sa thải ra ngoài xã hội những kẻ giống như là bằng cùng, những kẻ mà gọi là như một cái thành phần gọi là không có ra gì hết. Cho nên những người như Việt Nam, ở trong nước Việt Nam, người ta đưa con cái người ta, cả cộng đồng thế giới sang Mỹ gì để học những cái tinh hoa hay, chứ không phải học những cái xấu của nước Mỹ. Đúng rồi. Cái xấu của nước Mỹ, người ta đến Mỹ người ta không có học mấy cái đó. IQ nói sai càng nặng nề. IQ đừng có nói là tại sao Hồ Lợi Minh phải ở Mỹ, hay là anh Cầm phải ở Mỹ, anh Tư phải ở Mỹ, vân vân, những người ở Mỹ. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Cả cái Mỹ đó nó là một cái cộng đồng quốc tế, quyền lợi của mỗi người. Tại sao gia đình Bin Laden cũng sang Mỹ? Hai cái tòa tháp đôi ngày năm xưa là cũng do cha của ông Laden là người xây. Nó chuyện bình thường thôi. Cái đó là chuyện mình, người ta đi tìm cái lợi ích của cá nhân. Mà IQ bảo rằng tại sao không giống như kiểu nói là không về Việt Nam sống đi, quyền lợi của mỗi người. Nói đúng ra với IQ đó, tôi cũng về Việt Nam tôi sống nha. Trên mặt thực tế đó, tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. IQ sai lầm cái đó. Tôi đầu tư và làm ăn tại Việt Nam nay là gần 10 năm. Tôi tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam. Tôi góp phần xây dựng đất nước Việt Nam. Tôi mang đô la ngược trở về Việt Nam. Đóng thuế anh cho Cầm, đất nước Việt Nam. Anh đóng thuế Việt Nam. Đúng. Anh Cầm, anh Tư và những người khác, họ cũng trở về Việt Nam. Và họ cũng đổ cái đồng tiền đô của họ trở về Việt Nam. Chứ không phải là không nha. Vì vậy là IQ sai lầm rồi. Cũng như quay ngược lại Mỹ. Thằng Mỹ nó cũng đi khắp cộng đồng thế giới. Nó đi kiếm ăn vậy. Nếu mà nói với IQ vậy thôi thì thằng Mỹ nó đóng cửa này, nó chơi mình nó đi. Đó, nó chơi mình nó vậy, nó sống ngay. IQ nghĩ đi, nếu thằng Mỹ nó đóng cửa nó chơi một mình đó, cái iPhone, iPad và từ những cái điện thoại, từ những cái đồ mà ở Mỹ, chiếc xe hơi ngày hôm nay IQ mua không nổi. Chỉ có những dân giàu mới đi được. Và IQ phải đi xe đạp điện hay là xe Honda giống như Việt Nam thôi. Chỉ nhờ cái chính sách toàn cầu hóa của mà các những cái nước quốc gia mà thằng Mỹ nó đi tìm lợi nhuận như Việt Nam, Trung Quốc đó, nó mới mang về cho những người như IQ được hưởng thụ. Chứ IQ đừng có nói cái kiểu như IQ vậy. Tạm thời tôi ngưng chỗ này, còn nhiều thứ mà tôi phải nói với IQ lắm. IQ có thể lên phản biện tiếp, nhưng mà IQ càng nói càng đi vào những cái sai lầm. Tệ nạn của hội Mỹ, một cái quốc gia càng phát triển càng đổi mới thì dĩ nhiên rồi, Việt Nam ngày hôm nay cũng vậy thôi. Những cái tin tức IQ cho rằng Việt Nam giống như không có tự do dân chủ nhân quyền trên báo chí. Những cái tin tức mà IQ nắm được hiện nay trên cộng đồng mạng và những người chống cộng ở Mỹ lấy từ đâu ra? Cũng báo chí của cộng sản đưa ra không? Của từ người dân đưa ra không? Tự do ngôn luận ở trên Mỹ không có nghĩa là anh muốn nói gì anh nói. Nó trong một cái khuôn khổ của pháp luật. Đúng. Dead Garner, một bậc anchor của ABC. Ông ta nói tầm bậy thôi. Ông ta bị dăng vô dách. Là một người uy tín mà tới ở thời của Saddam Hussein. Ông ta được Saddam Hussein cho họp báo. Mà thời đó là gọi là hai bên rất là kình nhau với ông Bush đó. Mà ông Denga là một người được uy tín. Rồi, vậy nhưng mà khi ông bình luận, ông nói sai. Chờ chờ nhé, sau đó mình mời như con nhỏ Jen Jackson khi nó hát cái giờ nghỉ giải lao của football, chỉ cần mình cái thằng vũ công nó quất cái ngay cái vú thôi rồi rớt cái áo ngực ra mà nó phải bị phạt. Đâu phải tự do ngôn luận là muốn nói, đâu phải tự do ngôn luận là anh muốn làm gì anh làm. Rồi. Không phải, nó có cái khuôn khổ pháp. Rồi là mình bây giờ rồi mình của Mỹ. Đúng rồi,
ở đâu cũng thế, ở Việt Nam cũng thế, ở Mỹ cũng thế, đâu có, nó phải có pháp luật. Cho nên là mình bảo là hiện nay mình muốn nói gì đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, hoặc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mình có rất nhiều những kênh mình phản ánh lên, đúng không? Chứ không phải tôi ra giữa đường hoặc tôi lên mạng tôi chửi mình lên. Ở bên Mỹ tôi nghĩ là cũng không thể được, mà ở Việt Nam lại càng không thể được. Đấy, nước nào cũng có cái đây, luật lệ riêng của nó. Anh Bằng thấy một cái bà đi ra chỉ đưa ngón giữa thôi. Đấy. Bà đưa ngón giữa thôi là bà bị mất vợ, mất việc. Rồi ok, okay mạng. Rồi rồi. Để kêu lên tiếp để mình coi sửa lại cái máy. Ok rồi. Rồi mình mời Chí Tông nhé. Chắc Chí Tông vừa đã ngồi nghe. Đúng rồi, mình nói sự thực thôi. Cần nói sự thực. Giờ mình thấy hai bên thì bên nào nói cũng ai cũng tranh về cái phần người thì yêu Việt Nam, người thì yêu Mỹ. Thì tôi thì sống ở Mỹ thì cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy thì cũng có một phần đúng nhưng một phần sai, thì bên nào cũng phải cũng có cái tự do ngôn luận, ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà cái là đừng, tại sao mình phải lôi kéo? Ở trên cái xã hội, trên thế giới này, nước nào cũng có cái tệ nạn xã hội xấu và cái tệ nạn tốt, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có một cái á, ở nước Mỹ tùy theo chỗ thôi, có nhiều chỗ nhà giàu thì anh sẽ không bao giờ thấy những cái tệ nạn xã hội. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, giống như anh ở ngay chỗ quận nhất, ngay cái phố đi bộ thì công an và an ninh lúc nào cũng trên đó 24/24, trả tiền. Thì có cái mạng xã hội đó, cái chỗ đó nó sẽ bảo vệ 24/24, thì anh sẽ không có bị về tai nạn xã hội, đúng không? Thì chỗ nào cũng vậy thôi. Nhưng mà giờ tại sao mà mình phải lôi kéo những cái lịch sử hồi xưa? Tại sao giờ mình không có đưa ra những cái mà để học hỏi hai bên về kinh tế, giống như là bây giờ chúng ta phải trao đổi sao để cho nước Việt Nam nó giàu mạnh. À, Chí Tông, tiếng hơi nhỏ một tí xíu. Làm sao mà tiếng to này một tí xíu hả? Nghe không anh? Có nghe nhưng mà tiếng hơi nhỏ. Dạ. Để ra ngoài cho anh. Đang trong nhà hàng, chứ xếp hình nó coi nhé. Bây giờ mình chỉ cảm thấy mình chỉ có muốn nói lên cái tại sao chúng ta không có trao đổi dò với nhau những cái lời mà ví dụ như bên này bên Mỹ có gì hay hay là bên Việt Nam có gì hay để trao dò với nhau. Tại sao đúng phải cãi lại những cái quá khứ để làm gì, cái lịch sử để làm gì? Ở bên nào cũng có cái luật lệ hết á, cái luật bên Mỹ cũng có, luật Việt Nam cũng có. Chúng ta không có thể nào áp dụng cái luật của Việt Nam qua Mỹ hoặc là cái luật ở Mỹ qua Việt Nam được. Rồi, chính xác. Đúng vậy không? Đúng không? Đúng. Giống như bên rác thì lúc nào rác rưởi, giống như ở bên Mỹ, ở bên mấy người bên Mỹ nói là ô bên nào không có, tôi đang ở một cái khu San Jose, khu Silicon Valley nè. Chưa có, có. Cũng có rác vậy, thấy không? Ở đây là khu này, nhà bên này là cả triệu đô la. Đó, trong một nhà hàng cũng có rác vậy, ở Việt Nam cũng có rác. Bởi vì không bao giờ chúng ta có thể là mà so sánh được. Còn tôi thì tôi không có bên ai hết á. IQ cũng nói là những cái việc đúng, nhưng mà cái là tôi ở đâu thì tôi phải theo luật lệ đó thôi. Còn anh Lợi Minh thì anh thích ở Việt Nam hay ai thích ở Việt Nam thì ủng hộ cho người đó thôi. Còn cái đó là quyền của mỗi người. Bây giờ thí dụ như tôi không muốn ăn hủ tiếu mà anh bắt tôi ăn cơm thì tôi đâu có thích ăn, đúng không? Đó thì tôi chỉ có nói là mình nên bây giờ thời buổi này 2018 chuyển qua 2019 rồi, mình nên trao đổi với nhau những cái gì hay, cái gì dở, chứ cứ lôi ba cái chuyện lịch sử, cái xấu của Mỹ, cái xấu Việt Nam ra đối nhau để làm gì? Mình không thích. IQ chưa có. Dạ. Yeah. Ok, thôi vậy mình chỉ xin mình nói vậy thôi. Xin rồi xin, ok. Xin, rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi yeah, ok. Rồi yeah, xin yeah. Chào. Bye. Rồi Phụng lên nói ngắn gọn nhé. Xong rồi mình sẽ mời IQ liên tiếp. Rồi, đăng thêm. Rồi, IQ giờ ok đấy. Chào anh Bằng nhá. Rồi, xin chào anh em trên diễn đàn. Em chỉ có một cái vấn đề này, thằng Ý thì thằng IQ là nó nói, nó bảo là ý Mỹ lập ban huệ dân tộc Việt Nam. Còn anh Lợi Minh anh nói đầy đủ về tại sao thằng Mỹ đến rồi, em nhất trí quan điểm. Thằng Mỹ là phải xin lỗi nhân dân Việt Nam.
chính phủ Mỹ phải xin lỗi, bởi vì ông mẹ đã đem một cuộc chiến phi nghĩa lên một dân tộc có độc lập, có tự chủ, có chính quyền đầy đủ. Bây giờ ông quay lại nó thằng còn với thằng Mỹ, không bao giờ nó cho ai không có gì trên đời này. Còn vấn đề nó đến là nó nhiều quyền lợi, nó không phải quyền lợi kinh tế, còn quyền lợi về chính trị, quyền lợi về xã hội. Không phải là, cho nên thằng A Quy đúng là anh Lợi Minh nói rất đúng, nó càng nói thì nó lại càng sai lầm. Còn cái anh khách mời vừa rồi anh có nói cái đấy là cái rất đúng, đất nước nào cũng có cái bãi rác và cũng có cái chỗ sạch, có chỗ bẩn. Nhưng mà cái bọn ba que, đặc biệt là thằng A Quy, nó chỉ ngửi rác thôi, nó chui vào cái đống rác thôi, bảo thôi thế. Tại sao nó không nhìn đến những mặt mạnh của đất nước đi? Tại sao nó không nhìn đến đất nước mình phát triển đi? Để nó ca ngợi một câu đi. Thì thôi, cả cộng sản có thể 10 điều họ làm được 6 điều, còn 4 điều họ chưa làm được. Thế nhưng mà nó không bao giờ nó nói một điều nào làm được. Lúc nào nó cũng chỉ trích. Em nói với anh ấy, còn nói thật, để nói câu chuyện như này thì để cho anh em mọi người trên diễn đàn thôi. Còn nói thằng A Quy, cái diễn đàn lúc đấy anh đưa ra cái chủ đề là nước Mỹ đến Việt Nam có quyền lợi gì? Nó lên, nó lại trình bày sang cái hướng Hiếu khác, chưa có ca tốt đẹp của lợi chưa có camera với cả Việt Nam. Ta nói mày chứ, cái đất nước Việt Nam là Việt Nam, Mỹ là Mỹ, không thể nào Mỹ là Việt Nam được. Cho nên là, còn tôi đã nói nhiều lần rồi, cái pháp luật hay cái gì nó phải dựa trên cái nền văn hóa của từng nước. Tại sao thằng Đạo Hồi nó cứ phải cuốn mặt đây, nó cứ phải cuốn này, tại sao lại đại thế? Đây là cái văn hóa của người ta, nó đến nó sang gặp tổng thống Mỹ nó cũng vẫn phải bịt như thế. Thế bây giờ vào ông bắt người ta cởi ra, cái chính là em nói mình nó phải là phụ thuộc vào văn hóa nữa. Rồi biết rồi. Việt Nam nhưng mà Hiếu chưa có cam. Hai là phát triển gì chăng nữa cũng là có sự phát triển. Các ông là người yêu nước, sang Mỹ học nhưng không học chính trị đâu nhá. Người ta chỉ học kinh tế thôi. Còn thằng A Quy nó nói là sang bên đó để học chính trị. Riêng đường lối chính trị của Việt Nam không học Mỹ. Đấy là chắc chắn luôn. Đúng rồi. Thế là mày, ông A Quy ông nói như thế là ông không nói không đúng. Ok, nói, được rồi. Nói với người không biết. Anh không nhận mail không? Rồi, ok. Một cái thứ hai là tất cả người dân Việt Nam phát triển, người ta phải đi học những nước phát triển trước về để vận dụng. Đúng không? Chẳng hạn anh một mô hình chăn nuôi tốt, em không tốt thì em phải đến anh học hỏi anh để về em làm tốt. Chuyện đấy là chuyện bình thường. Chứ còn thằng Mỹ đến Việt Nam, một là quyền lợi kinh tế, hai là cái Biển Đông là cái xương sống mà lúc nào thằng Mỹ cũng hoảng Trung Quốc. Bởi Việt Nam lại chỉ có Việt Nam là đối trọng với Trung Quốc được. Còn không có ai là đối trọng Trung Quốc. Buộc lòng Mỹ phải đến với Việt Nam. Thứ nhất là quay lại Việt Nam bắt tay bình thường hóa quan hệ. Hiểu, okay. Đấy là một lời xin lỗi dân Việt Nam nhưng không chính thức thôi. Bởi vì ông đánh tôi bây giờ ông quay lại ông hợp tác với tôi. Chính tỏ ông là người ông sai rồi chứ đúng không anh? Đấy là một lời xin lỗi gián tiếp. Mà chính phủ Mỹ, chính trong đấy ngay như ông, mấy ông ở trong quốc hội Mỹ, ông ấy có vận động rồi, mấy thì ông thấy có sai lầm. Ông ấy là ở trong cuộc chiến, ông ấy thấy sai lầm và bây giờ ông ấy muốn giúp quay lại, bởi vì cái sự ăn năn hối cải của người ta. Chính phủ Mỹ đúng ra nếu là người quân tử phải quay lại xin lỗi người dân Việt Nam và phải bỏ tiền ra, vì ông phá hủy đất nước tôi quá nhiều. Ông một cái đất nước bé như thế, ông bỏ bằng gấp đôi lượng bom đạn của thế giới thứ hai, chiến tranh thế giới thứ hai lên một đất nước thôi, mà trong đó chúng tôi làm gì các ông đâu mà ông bỏ lên đây. Vậy thì ông quay lại ông phải xin lỗi nhân dân tôi và ông phải xin lỗi và phải bồi thường. Em nói với anh đấy, ok, tôi em chỉ nói với A Quy anh nên dẫn diễn đàn này, vì vừa đấy A Quy đưa ra chủ đề là Mỹ tại sao đến Việt Nam. Anh đấy còn bây giờ nó cứ lệch nhau cái chuyện anh Lợi Minh là nó không đúng, nó không đúng chủ đề. Còn cái chủ đề mà nó nói anh trả lời được tại sao, đúng không ạ? Nên là bây giờ phải lái nó vào là Mỹ về Việt Nam là có quyền lợi. Anh Lợi Minh anh nói rồi, phân tích rồi là rất đúng, kể cả cơ sở về pháp lý, kể cả cơ sở về kinh tế. Thế nên là bây giờ thằng A Quy phải biết đi, thằng Mỹ đến Việt Nam là nó cho cái gì, nó tử tế à? Không có đâu, không có sự tử tế nào cả. Vâng, em xin lỗi anh Bằng và anh em. Rồi, ok, rồi, rồi. Người... À. Rồi. Dạ. Rồi, ưu tiên phụ nữ thì Hiếu này không có, rồi. Hiếu lên trước đi. Cả những cái người trái chiều ở đây, em thấy có một cái vấn đề như này. Thứ nhất, Mỹ qua Việt Nam không hề có ý tốt. Khi Mỹ qua là Mỹ thử vũ khí hạt nhân ở Việt Nam,
dùng cái người dân Việt Nam để cho họ thử vũ khí hạt nhân. Đó là một cái sự tàn ác của người Mỹ. Và đến bây giờ ở Đồng Nai vẫn còn một cái kho vũ khí của Mỹ mà Việt Nam không dám mở ra vì không có mật mã. Không biết là cái gì đó ở dưới cái lòng đất ở Đồng Nai. Đó là một cái sự tàn ác của người Mỹ. Đó. Cho nên khi mà người Việt Nam Cộng Hòa dựa vào người Mỹ, làm tay sai cho người Mỹ, tiếp tay cho người Mỹ thử vũ khí hạt nhân ở Việt Nam. Như vậy là giết đồng bào người Việt người Lợi Việt Minh Nam. Không có cam. Nhá, là giết đồng bào người Việt Nam, chống mắt lên nhìn Mỹ thử vũ khí ở hạt nhân ở Việt Nam và chống mắt lên nhìn, thậm chí tiếp tay cho người Mỹ ném B-52 ở Hà Nội, muốn Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Như vậy cho thấy cái người Việt Nam Cộng Hòa này không biết rằng người ta còn là người hay người ta là chỉ vì cái miếng cơm manh áo, chỉ vì cái lợi ích cá nhân mà người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng bán rẻ Tổ quốc để cho một nước khác đến Việt Nam thử vũ khí hạt nhân. Em khẳng định không, điều là như mình vậy. Nói thử vũ điều khí, vũ khí thôi chứ không phải vũ khí hạt nhân. Nói chứ không có. Dạ thì thử vũ khí. Đúng em rồi. Nói với anh là như thế. Bỏ đi hạt nhân. Thử vũ khí ở Việt Nam. Nếu như những người Việt Nam Cộng Hòa này mà là những con người, họ sẽ phải cùng với Cộng sản Bắc Việt để mà ok, mà sau đó mà mình mời quay lên. Để mà giữ đất nước này, mà đuổi ra khỏi Việt Nam. Chứ nhưng mà họ okay, bắt tay với người Mỹ một lần nữa giết người Việt Nam. Cái điều thứ hai nữa em nói, hiện tại bây giờ trong cái Đồng Nai, hồi nãy em đã nói rồi, chưa có tìm ra được cái mật mã mà Mỹ đến bây giờ họ vẫn không giao mật mã cho mình. Đó là cái gì? Biết bao nhiêu chất độc màu da cam đổ xuống đất có rồi, Việt Nam đến giờ phút này cũng vẫn không chấp nhận là sao? Tại sao người Việt Nam và Cộng Hòa vẫn không chấp nhận, còn xuyên tạc đủ điều? Em nói là như vậy. Còn nếu như ai phản biện những cái điều này mà cho rằng em nói sai, suy nghĩ cho kỹ đi. Khi sau khi Mỹ đến chiến tranh Việt Nam, Mỹ cảm thấy bị thất bại nặng nề, số lượng quân số chết ở Việt Nam quá lớn, lượng vũ khí đổ vào Việt Nam bằng một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai của cả thế giới. Họ cảm thấy rằng khi họ đầu tư kể cả về rồi. Lương thực, thực phẩm, kể cả về vũ khí rồi, vào Việt Nam. Rồi có rồi, đó. Sau đó mình sẽ mời Khoa lên 30 giây. Sau đó mình sẽ mời Aquy lên và sau đó coi mời Lợi Minh lên. Đổ tất cả những vũ khí và lương thực thực phẩm vào Việt Nam. Và họ thấy cuộc chiến là cuộc chiến phi nghĩa khi Việt Nam có bà Nguyễn Thị Bình sang đàm phán về con đường ngoại giao. Và họ nhận thấy rằng cái người Việt Nam Cộng Hòa khi người ta mang vũ khí, mang lương thực, mang thực phẩm, mang nhu yếu phẩm đến cho người Việt Nam Cộng Hòa để chiến đấu với Cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà chính những người Việt Nam Cộng Hòa này đã tham nhũng từ cái xăng, từ cái súng, từ cái tất cả các thứ bán cho Cộng sản Việt Nam. Được chưa? Như vậy cho thấy cái bản chất của người Việt Nam Cộng Hòa có tốt không? Ở đây ai phản biện được câu này cứ mời lên, em sẵn sàng. Còn okay. Ở đây nhá, hai lần liền Việt Nam Cộng Hòa đã bán đất nước đi rồi, bây giờ qua bên Mỹ, người ta vì cái nhân đạo người ta rước qua bên Mỹ để mà sống. Qua bên đó bây giờ người Mỹ da trắng người ta khinh còn hơn là con chó ở bên đó. Nói để cho mọi người biết là như vậy, nhất là Vũ Sư Hùng Lân. Vũ Sư Hùng Lân qua bên đó người Mỹ người ta khinh như một con chó. Trước mặt người ta không nói nhưng đằng sau lưng người ta khinh như một con chó. Công nhận với A Quy, nhưng tại sao lý do nước Mỹ là cái nước thu hút các nhân tài từ cái chuyện bê hết tất cả các nhà khoa học của Đức rồi lấy Ngô Bảo Châu của Việt Nam, nước Mỹ là thằng lưu manh nhá, thu hút hết chất xám, và chính vì người Việt Nam phải qua bên đó học là để gì? Học sâu về kinh tế tư bản chủ nghĩa và học sâu về nền kinh tế thị trường để áp dụng vào cái hoàn cảnh của Việt Nam nó phù hợp để phát triển kinh tế. Chính xác. Đấy. Tại sao lại phải như thế? Nhưng nước Mỹ cũng có lợi, bởi vì mỗi một du học sinh đi sang Mỹ phải đóng cho người Mỹ là 25.000 đô. Nhá. Ở Việt Nam là tương đương với 500 triệu, anh phải chứng minh tài chính được. Đó. Cho nên nước Mỹ cũng có lợi và Việt Nam cũng có lợi. Nên đó là lý do tại sao mà người Việt Nam phải qua Mỹ học. Nhá.
nói cho AQ hiểu điều đó, chứ không phải là chúng tôi 25.000 đô là thấp, thấp quá nhé. Đấy, nước Mỹ rất có lợi và nhân tài đổ về nước Mỹ rất chi là nhiều. Nước Mỹ coi như là kẻ ăn cắp các nhân tài của các nước nhé. Nói cho AQ biết thế, nước Mỹ của AQ nó chả phải là cái thằng tốt đẹp gì đâu. Nói vậy thế thôi, chúng tôi đã mất một Ngô Bảo Châu rồi nhé. Rồi, cho em xuống. Rồi, ok, mình sẽ mời nè, trả lời khô lê, trả lời ngọc thiếu, trả lời không cần phải trả lời nhiều, trả lời hết tất cả mọi người, tại vì AQ một mình AQ lên để trả lời bốn người này. Đầu tiên AQ trả lời trước, AQ thức dậy là AQ trả lời trước cái câu hỏi của anh Lệ Minh nè, mọi người lắng nghe nha. Anh Lệ Minh nói một câu là ngày xưa cha ông mà lập ra cái đất nước Mỹ là với cái câu châm ngôn là công bình và bình đẳng, tất cả mọi người đó là không có, là chỉ có Mỹ trắng không, đúng. Là tại vì sao anh Lợi Minh, anh hiểu mà, 1774 là lúc mà là 1776 là cái bản tuyên ngôn độc lập của thần Mỹ nó đưa ra, thì lúc đó có Mỹ đen ở đây không, có người Á Châu ở đây không, đương nhiên là không có, là đa số thành phần là người châu Âu, thì đương nhiên cái đó lập ra là cho người Mỹ trắng rồi. Nhưng cái nhưng chỗ này nó bự mà, nhưng mà quá trình khi mà người ta đem những nô lệ từ châu Phi qua, thì ông tổng thống Abraham Lincoln, đúng giờ là tổng thống thứ 13 của nước Mỹ, ông đã làm gì? Ông muốn mở ra cái vụ đó là gì, không còn nô lệ, mọi người bình đẳng, là tại sao ông đã chết vì đó. Thì anh phải biết cái đó là quá trình tiếng Mỹ nó gọi là adaptation, có nghĩa phải đúng không, là mình phải chuyển hướng, chuyển biến. Tuy là một cái luật nó đưa ra, nhưng mình không thể nào cuồng, mình không thể nào để đó cho ngàn năm được. Mình phải qua những cái quá trình, qua những thời gian mình thấy cái đó nó cần thiết thì mình nên thay đổi. Thì đó, thì ngày hôm nay mọi người được bình đẳng bầu cử, da trắng da đen, bất cứ mọi người đều được quyền bình đẳng hiện tại ngày hôm nay. Cho nên anh nói cái chỗ đó thì anh mới nói lại AQ, tuy là AQ lịch sử rất là yếu và không nói chính trị nha, AQ chỉ nói về sự hiểu biết của AQ, những gì AQ chưa biết thì các anh chị hãy bổ sung vậy thôi, chứ còn anh Hiếu không phải là một sử gia hay là một nhà chính trị nói giỏi. Các anh chị cho AQ là một thằng ngu, ok chấp nhận, nhưng mà AQ muốn tìm hiểu, hiểu về sự thật, hiểu về lịch sử. Đó là vấn đề của anh AQ là một, của anh Lợi Minh. Trả lời câu hỏi của anh Lợi Minh, câu hỏi thứ hai, một anh Khoa Lê, anh nói là tại sao Janet Trần là bị đá ra khỏi cái quốc hội của tiểu bang California, là tại vì sao không? Trong khi mà mình phát biểu là mình có gọi là cái limit của mình là 2 phút của mình phát biểu, là mình không có được lải nhải, 2 phút là xong. Khi mà cô ta vẫn tiếp tục nói ra những cái vấn đề hơn 2 phút thì bắt buộc người chủ của cái quốc hội đó là phải escort cô ta ra, có nghĩa là đưa cô ta ra ngoài, vì cô ta đã vi phạm cái luật. Chứ không phải là vì cô ta là người ta kỳ thị hay là cái này, không phải. Đó là cô ta đã vi phạm cái luật 2 minutes, có nghĩa là phải đi ra. Đó là câu trả lời cho Khoa Lữ, ok. Cái câu trả lời cho Hiếu Ngọc nè. Hiếu Ngọc nói là thằng Mỹ nó độc ác thế này thế kia. Thì thằng Mỹ á, trong chiến tranh thì tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng chưa? Thì khi mà nó muốn bảo vệ một cái gì thì nó bắt buộc nó phải có vũ khí, nó sử dụng vũ khí rồi. Nhưng mà ngày xưa á, cái chất độc màu da cam á, là nó trước đó nha, kêu nó không nói bây giờ nha, trước đó là nó, cái thuốc đó là để diệt trừ sâu, ok. Lại kêu muốn nói cho mọi người biết, nó diệt trừ cỏ, nó nói là diệt trừ cỏ đó. Cái đó là ngày trước thôi, ngày hôm nay thì cái chất đó nó đã liệt kê vào cái chất gọi là nguy hiểm. Đó là cái đó là về sau này, nhưng mà cái thời điểm đó đó là như vậy. Cho nên Việt Nam mình, tại sao Việt Nam mình chưa đủ cơ sở để kiện, là như vậy, mọi người phải hiểu. Đúng, bình tĩnh, ngày bình hôm nay tĩnh. Nó là tôi nói với okay, tôi vừa xin lỗi, tôi vừa nắm được một cái thông tin ngày xưa là các cá nhân ở Việt Nam tập hợp lại để mà kiện, nhưng mà hiện tại nhá thì nói chung là Việt Nam đã có một cái kế hoạch. Rồi thì hy vọng là Việt Nam có đủ cơ sở, thì cái chuyện đó là, nếu làm sai là bồi thường chuyện thường. Cái thứ hai các anh chị phải hiểu rõ, nãy giờ kêu muốn nhấn mạnh là cái chỗ mà bỏ cấm vận nè, không phải là thằng Mỹ nó không có lợi ích, mà người cứ hiểu lầm ngoài. Đương nhiên nó có lợi ích, nhưng mà mình là người Việt Nam, mình phải nhìn vào cái khía cạnh hôm nay Việt Nam được phát triển là từ đâu ra. Đương nhiên là nhờ vào không. Thì xin lỗi, tôi đã vừa nói với AQ rồi.
tức là cũng có, tức là đã là không. Thế giới phải rồi, là phải nhờ vào tất cả hiểu, chứ hiểu. Đừng có quy cái gì thằng Mỹ vào Việt không, Nam không, không phải đó, không phải AQ không có so sánh. AQ muốn nói như vậy nè, có nghĩa là cái tầm quan trọng mà để mà một đất nước phát triển á, là tầm quan trọng là của người Việt Nam mình. Thằng Mỹ nó mất Việt Nam, nó vẫn kinh tế nó vẫn đi lên cao, và nhà lầu xe hơi nó vẫn có, nó vẫn có tự do, nó vẫn có đủ thứ. Anh Bằng hiểu không? AQ, mọi người có thể hiểu làm cái chỗ này. AQ không nói là về nó không có lợi ích, nhưng mình phải thấy cái lợi ích phần thắng về mình là có quan trọng, là vì đất nước mình đang cần phát triển, mình phải cần mở cấm vận để được phát triển là cái sự bắt buộc. Trời ơi, cái chuyện đấy nói. Mình nói với AQ này, AQ không cần phải nói điều đó. Việt Nam muốn coi như Mỹ bỏ cấm vận sau năm 1975 kìa, chứ không phải đó, là đó, coi như là khoan, muốn khoan, để, có thì, sau thì, 1975 cho, cái nào nó, nối lại. Cho nên AQ hay nói là đúng, thằng Mỹ nó làm cái gì cũng có lợi, mà nó là siêu cộng sản luôn. Cái đó là chấp nhận, AQ chấp nhận. Nhưng mình phải nói là mình phải cảm thông là đúng, mình nhờ như vậy đất nước mình mới được phát triển. Mình phải xác nhận đó. Còn phát triển cách nào là do người dân, có thể do mọi ý thức của mọi người dân làm ăn kinh tế, thì đó là đúng, đúng rồi, nó tổng nhưng hợp mình hết. Phải hiểu không? Đó, có nghĩa là ý là AQ muốn so sánh là cái tầm quan trọng nó cỡ nào, cho nên mọi người hiểu nhầm cái chỗ này. Đó, hiểu nhầm cái chỗ này. Đó là cái phần đó, cái là câu trả lời cái phần đó. Còn rồi cái... xong. Hiểu chưa? Xong bây giờ rồi. Hồi nãy AQ nói được 5 phút chưa? Tại vì được, như vậy nè, tại vì thưa. Tại vì mọi người AQ trả lời hết 4 người lẫn mọi người anh. Mấy cái anh Ba Que bên này nè, tôi hỏi chỉ có một câu là tại sao nước Mỹ nó văn minh, nó giỏi giang như thế mà mấy anh Ba Que lại ngu dốt như thế? Đấy, tôi chỉ hỏi thôi, tại sao mấy anh Ba Que sống ở nước Mỹ 43 năm rồi mà nước Mỹ thông minh như thế mà mấy anh Ba Que lại ngu dốt như thế? Đấy, tôi chỉ hỏi có một câu thôi. Rồi. Tôi xuống. Rồi. Xin chào okay, anh. Ok, rồi xin chào. Rồi, đưa lại Vinh này. Rồi, đăng thêm lại Vinh ạ. Rồi, chắc được. Rồi. Hello, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ này, lợi Minh nên trả lời câu này rồi mình kết chương trình. Dạ, AQ nói chuyện rất là mâu thuẫn. Khi AQ nói chuyện với tôi á, thì AQ cứ đặt thẳng vào vấn đề. Đừng có để ý bất cứ những câu chuyện của người khác. AQ tìm cách để đặng mà lèo lái, lèo lưỡi, tùm lum tà la hết. Mà tôi không có đặt câu hỏi gì với AQ cả. AQ tự biên, tự diễn và tự nói là Lợi Minh đặt cái câu hỏi này với AQ, Lợi Minh đặt câu hỏi với AQ, Lợi Minh không có đặt câu hỏi, Lợi Minh chưa đặt câu hỏi nào với AQ cả, mà Lợi Minh chỉ phản biện AQ thôi. Với AQ càng nói thì càng đi vào sai lầm. Vâng, xong khi là... ông cho Washington á, ông đọc cái bản tuyên ngôn độc lập là anh Tư chưa có, cam anh Tư ơi, anh thoát ra hàng ngàn năm rồi, AQ hiểu chưa? Người da đỏ họ đã sống ở trên đất Mỹ này rồi, và người Mỹ người da đỏ họ đã sống trên đất Mỹ này rồi, và người da đen họ đã được người da trắng dẫn đến nước Mỹ này rồi. Để họ phải đánh anh để đặng mà họ giành cái quyền tự trị. AQ càng nói càng đi vào sai lầm cái lịch sử. Đi còn nói gì ông cho Abraham Lincoln á, ông giải phóng dân tộc, ông giải phóng cái người da đen là gì? Bởi vì ông cho đó là một cái sự mang gợ. Đó là một sự mang gỡ, con người không thể nào mà đem bán buôn làm nô lệ như vậy được. Không có sự bình đẳng, không có một cái tính nhân bản của một cái con người. Một con người mà đem bán buôn và làm nô lệ. Cho nên có những người mà trí thức của da đen đó, họ mới đến họ tìm ông Abraham Lincoln. Ông John Lincoln xin lỗi nha. Ông John Lincoln á, ông mới thấy điều đó là không đúng. Tại vì ông là người có đạo nữa, ông hiểu được điều đó. Tại vì người ta đem cái kinh thánh ra, người ta mới diễn giải cho ổng. Ổng mới thấy cái đó, cái chân lý là một cái điều đúng. Cho nên ổng mới đòi giải phóng. Và cái dân da trắng đó, cái dân mà ở West đó, nó không chịu. Tại vì nó mất đi cái quyền lợi của nó. Nó mất đi cái số người lao động mà nó mua bán đó. Cho nên nó đánh nhau, nó nội chiến với nhau trong 3 năm trời. À, và cuối cùng nó thua. Và người da đen họ mới góp phần vào trong cái công cuộc đổi mới của nước Mỹ. Họ góp phần vào, họ xây dựng bằng ngày sau này đó. Vâng, có này đó. Như tôi đã nói hồi nãy rồi đó, ông Martin Luther King và bà Rosa Đào, những người mà trí thức của người da đen, họ đã học hành và họ đã có kiến thức, họ góp phần, họ đóng thế, họ làm đúng bổn phận của công dân, họ đòi quyền bình đẳng.
Đấy, cái bây IQ bây giờ tôi mới thấy sự hiểu biết của IQ nó hạn hẹp và nó kém như thế nào. Mà trong khi đó IQ nói với tôi là tôi sống ở Mỹ, anh nói bảo là Lợi Minh nói ở Mỹ bao nhiêu thì IQ sẽ nói là IQ cũng sống hơn ở Mỹ hơn 30 năm như vậy. Mà IQ không hiểu về nước Mỹ, không hiểu về lịch sử Mỹ, mà chỉ cuồng Mỹ, mà không biết gì cả nước Mỹ cả. Mà cái ngồi đó Việt Nam nhờ Mỹ thế này, hằng Mỹ và Việt Nam hiện nay mậu dịch chỉ có hơn 30 tỷ thôi. IQ hiểu chưa? Về vấn đề mặt kinh tế, những cái quốc gia mà đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất, Nhật, Đức và những cái Pháp và những quốc gia khác rất là nhiều. Mỹ nó chỉ mở cửa là để gì? Để cho Việt Nam thoải mái, để cho Việt Nam làm ăn. Nhưng mà cái thằng mà Việt Nam mà làm ăn mạnh nhất hiện nay là thằng Trung, vẫn là thằng Trung Quốc. Tại nó là sân sau của mình, nó hơn 1 tỷ dân đó, mình phải sử dụng nó để đằng mình làm ăn kinh tế. Hỏi chứ mình buôn bán mà bây giờ bị cái thằng hàng xóm nó cô lập, nó tôi nói gì về vấn đề xã hội đen đi, nó cô lập bên kia, nó không cho mình buôn bán thì làm sao mình phát triển gia đình mình kinh tế được? Thì thằng Mỹ nó là chùm, nó là thằng chùm, nó là thằng tài phiệt. Nó lấy cái cớ Việt Nam như vậy, sai lầm của nó cấm vận Việt Nam. Đúng rồi, Hàn là đầu tư nhiều nhất. Đó là nhờ Mỹ, mà trong khi đó bây giờ thằng Mỹ nó quay lại Việt Nam, chính thằng Mỹ nó thấy được những cái sai lầm của nó. Chính ông John Kerry và ông McCain, hai người này họ đã tìm đủ mọi cách để đặng mà ngoại giao bình thường quá ngoại giao, để làm sao để đền lại cho Việt Nam những cái gì mà người Mỹ, mà chính quyền Mỹ họ đã làm. Ngay cả người dân Mỹ ở cái thời mà hậu chiến đó, thôi chuẩn bị kết thúc chương trình nha Quy, sau và họ biết rằng chính quyền Mỹ sai lầm khi đến Việt Nam. Đấy, cái công cuộc thống nhất đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam cảm ơn dân Mỹ, tại vì dân Mỹ với dân người dân Việt Nam là những người bạn. Ngay cả bà James Fonda, bà bay tới đằng Hà Nội, bà kêu gọi, bà vận động, bà ủng hộ cái người anh em cộng sản miền Bắc để thống nhất đất nước. Bà tôi nói IQ càng nói càng đi vào những sai lầm, nói về lịch sử Mỹ thì cũng không hiểu, nói về quá khứ hiện tại cũng chẳng biết cái gì. Thì sẵn đây tôi muốn nói thì tôi còn giờ tôi nói cho hết. Nói như anh John hồi nãy anh nói, cái gì cũng vậy anh John, nó phải có hai mặt, quá khứ và hiện tại. Nếu anh không có quá khứ thì làm sao anh có hiện tại? Nếu anh không có hiện tại thì làm sao anh có quá khứ? Nhưng cái quá khứ nó như thế nào? Mình phải nói cho rồi, 2 phút nhé, cho A Quy lên ạ, 2 phút. 2 phút? Và không, cho A Quy là bảo lên 2 phút thôi, đúng 2 phút. Bây giờ 2 phút đâu có đủ thời giờ nó nói kiểu đó làm sao phản biện anh bằng. Nói vậy không được, không công bằng. Không, tức là A Quy đòi xin lên 2 phút. Tức là cái người đặt thôi, không được. Người đặt câu hỏi á. Để ngày mai đi. Chứ bây giờ đặt câu hỏi mình không trả lời được là mình bị kẹt. Đúng rồi, mai, kẹt mai rồi. Ơi, thứ 6 ấy, A Quy. Bữa kia đi, bữa kia vô đặt tiếp. Còn nhiều mà, có nhiều người ra mà. Thứ 6. Mà IQ lên đặt câu hỏi là lúc đó là lép vế tôi rồi. Anh bằng thấy không? Rồi. Đặt câu hỏi mà tôi không trả lời, nói là ô Lợi Minh chạy, Lợi Minh hỏi, mình hỏi Lợi Minh, Lợi Minh bí. Phải hỏi người ta phải trả lời. Đấy, tại vì bởi vì IQ là người khởi xướng, IQ muốn đam với tôi là muốn phản biện với tôi. IQ đặt ra câu hỏi rồi xong rồi hết giờ rồi tôi không nói được. Rồi IQ ơi, mấy người khác nói Lợi Minh sợ chạy bỏ. Rồi. Như vậy thì kẹt quá. Tối thứ 6 mở từ 9 rưỡi. Chín giờ rồi, đúng rồi. Cái gì mình phải có sự công bằng, làm việc gì cũng vậy, nó phải rõ ràng. Đấy, bây giờ còn thời gian là Lợi Minh sẽ nuốt luôn cho hết đi. Rồi, 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 ok, cảm ơn Lợi Minh, để mời anh cư xã Duy Tân.